Dạ, và tiếp theo đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nghệ thuật hát văn, hay còn được nhắc đến như là hát chầu văn, hát hầu đồng, hát bóng. Đây là những cái hình thức diễn lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng. Lời ca tiếng nhạc của cung văn nhằm mời gọi các vị thánh về. Và hát văn sẽ làm cho buổi lễ vô cùng sống động. Những người hát văn vừa chơi nhạc cụ và thay nhau hát. Thế bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức những tiết mục hát văn thật sự rất tuyệt vời ạ. Phần thân hương huệ thơm đêm, hối nhang huê nẻo đường lên biết bà chân nhang lâm láp cho dăm bóng mẹ trần gian của nào mẹ ta không có yếm mi đào nó mê thay nón quay thao đổi đầu rồi dần rồi ren tay bí tay bồi rồi ren tay bí tay bầu váy nhuộm buồn áo nhuộm nâu bốn mùa cái còn súng nghi chắc đào chưa ý bốn mùa súng chắc đào chưa câu ca mẹ hát gió đưa về trời ta đi. Ta đi chọn kiếp con người. Ta đi chọn kiếp con người vẫn không đi lên những nơi mẹ ru bao giờ. Bao giờ cho tới mùa thu ý bao giờ cho tới mùa thu cháy hồng cháy bưởi đánh đu giữa dần bao giờ bao giờ cho tới tháng năm ý bao giờ cho tới tháng năm mẹ ta trải chiếu ta năm đến sau sống đi á gần chạy ngược nghĩa đến cao nghĩa sông Hà chạy ngược lên đi cao quạt mó vô cùng nghèo ngào y tăng bông bơi á bờ đom đóm đi à chập chờn đom đóm đi à chập chờn đi à
trơn nước trong, leo leo những vui buồn xa xăm. Mẹ ru cay lẽ ở đời. Bà ru mẹ, mẹ ru con, liệu mai sau các con còn nhớ chăng? Nhìn về quê mẹ xa xăm, lòng ta chỗ ướt mẹ nằm đêm nghi mưa ngồi buồn. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa ý. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa miệng nhai cơm bụng người nửa cá xương tròn đời. Nhớ mẹ ta.